Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Thế giúp các bạn ơi, đậu xanh này, đốc xanh nha bạn ơi, lên bản điểm số này. Uầy, có lô ra anh em bạn ngon lành, nào để coi. Đây nữa hả? Đây để xem là mình sẽ quần máu luôn mọi người ạ. Đã để máu rồi. Thế thì không phải quần máu rồi. Ngon lành, let's go thế nào. Uầy, tiếng ồn quá anh em ơi. Tắt loạt tắt mic thôi anh em ơi. Bật mic được rồi. Uầy, nó không cho bật mic không anh em ạ. Nên thôi. Toán có tiếng karaoke các kiểu không anh em, sau nghe nghe khó chịu mà. Uầy, chạy nhanh bãi trở này. Mỗi tội là bây giờ thì mình đang hơi thiếu đạn súng tiểu liên các bạn ơi. Nào đứng lại, lên bản điểm số luôn nhé này. Ủa anh em tăng cấp thì sấy phải gọi là phê vãi trưởng luôn nha. Sấy cứ gắt luôn nha anh em. Ở một đứa chỗ nào vậy? Loanh quanh khu này hả? Kẹo không thấy người đâu các bạn ơi. Thôi kệ đi, quay đây xem. Thằng này nó không có đạn súng tiểu liên anh em ạ, nghèo quá cơ. Nghèo vậy sao chơi. Ủa đây, một đứa vừa nhảy xuống này. Làm gì mà căng hả em, nhảy xuống thế thì tìm ai chả hạ gấu. Thằng này nghèo quá anh em ơi, nó không có gì luôn. Không có gì thì chịu thua là nhá. Ok, lại thêm đạn súng tiểu liên này, quá ổn. Mình sẽ an tạm cái nấm này coi. Ngon lành nha các bạn ơi, let's go nào. Đây có một cái ấy, tay súng level 2 này ngon lành. Úi dồi, max cấp rồi nhá. Xem là người đâu cả rồi này. Ơ, cái ông số 4 vẫn vào được trận cơ à? Chắc là nãy là vào trận muộn anh em ơi. Chơi team squad là mấy ông này là mỗi đứa đi một nơi rồi. Đâu có đi chung với nhau nữa đâu. Đây, tầm này thì chúng ta sẽ qua khu vực tháp đồng hồ một xíu nhá. Hình như là kẹo vừa thấy người này. Không phải người, nó là cái thùng dầu thôi mọi người ơi. À đây, thấy vị trí màu đỏ rồi nha. Cái này thì như kiểu là hack map rồi nha em ơi. Chạy lên chơi đứa ở trên luôn chứ ngại gì. Nào, làm sao? Làm sao hả bạn ơi? Uầy, làm sao hả bạn ơi? Lên bản điểm số nhá, nốc rồi nha. Nốc rồi nha bạn ơi. Nốc rồi nha bạn ơi. Ok này, mình vừa lượm được thêm một xíu đạn các bạn ơi. Thằng này thì khá là nhiều đồ ngon nha. Bom keo các kiểu này. Ủa, phía dưới đấy có người đấy hả? Nào để coi. Uầy, ăn gì chạy nhanh vậy? Ăn gì chạy nhanh vậy? Nốc luôn rồi nhé này. Đậu xe này lên bản điểm số luôn này. Làm sao? Làm sao hả bạn ơi? Nào, đây à? Đuổi nhau hả? Làm sao hả bạn ơi? Mạng thứ 5 dành cho sĩ kẹo rồi nha anh em, chạy nhanh. Chế độ này anh em thấy là chơi có vui không ạ? Quá là vui rồi nhá, cuồng sát mà anh em chơi phê chưa? Mình xuống phía dưới coi. Các bạn là mình sẽ cần lượm thêm đạn súng tiểu liên đấy. Bây giờ là đạn súng tiểu liên đâu có đâu. Không có thì sao chơi nhỉ mọi người đây? Coi này là kiếm thêm đạn súng tiểu liên nào. Không có. Thế để kẹo sẽ qua cái hầm sắt này coi nào. Bên này thì cũng không có đạn súng tiểu liên mọi người ơi. Bây giờ là kẹo còn có 10 viên thế à? 10 viên sao chơi, buồn quá. Ở trên này coi. Ồ, trên này thì chỉ có mỗi khẩu Ska thôi. Tránh quá tai anh em, bây giờ là không đào được đâu ra đạn súng tiểu liên mà chơi này. Team mình hiện tại thì vẫn còn đầy đủ, đó là 4 thành viên nhá. Mình sẽ lên tròi nào các bạn ơi. À đây. Ok này, thêm đạn súng tiểu liên này quá ổn. Đấy, nạp đạn căng đét luôn nha. Mình sẽ qua cái phía này coi. Đang ăn nấm nên là cơ bản là máu nó sẽ tự đầy luôn các bạn ơi. Ui, giờ là chỉ còn lại có bao nhiêu đây? 11 trừ đi 4 thành viên đội tôi thì còn lại bao nhiêu đây? Còn lại 7 người nữa hả? Ok, chạy nhanh và cố gắng kiếm thêm mạng thôi các bạn ơi. Xem nào.
Lên trên này nha anh em. Wow. Trên này à, nó lại có một cái cột năng lượng này. Người ta gọi là bột xanh anh em ạ. Ơ, có thêm đạn súng tự nhiên này, quá ổn rồi nhá. Các bạn là có thêm đạn súng tiểu liên thì kẹo đã thấy là ngon rồi nha em ơi. Đây, bom keo thì bạn kia bạn ấy lượm mất rồi nên thôi. Qua tiếp chỗ này nha các bạn ơi. Ui. Ui như này thì nhiều đạn tiểu liên rồi. Ngon lành. Nãy mình đang lo thiếu, bây giờ là có thêm được đạn súng tiểu liên rồi nhá. Đây vứt bớt đi. Lượm thêm đạn súng tiểu liên quá ổn đấy, máu thì mình sẽ không cần nhiều lắm đâu. Tầm này là ổn rồi. Ủa không lên được trên nóc nhà anh em ơi. Đây đây. Đây trên nóc nhà hơi khó này. Ui. Phải đợi mắc cấp thì mới lên nóc nhà cơ. Chứ còn là bây giờ sao lên. Để mắc cấp các bạn ơi. Bây giờ thì mình mới bị tụt cấp xuống à, nên là chưa mắc cấp. Thế này nên là. Đây đây ok ok. Lên nóc nhà lút đồ này. Ngon lành. Bom keo các kiểu này, chảo này. Ông ngắm một ít thì mình có từ lúc nãy rồi cơ. Rồi nhá anh em, toàn là trang bị ngon thôi à. Đây, mấy cái trang bị nào mà kẹo không xài thì kẹo vứt đi luôn nhé. Ui, chạy nãy giờ nhưng không thấy một ai các bạn ơi. Hay là mọi người mình sẽ chạy qua mấy chỗ nào nào. Người đâu cả rồi vậy. Xem cố gắng chúng ta sẽ lấy top 1 nha mọi người. Hát đủ. Không hiểu sao thì người đâu cả rồi cơ. Wow. Chạy nãy giờ mất máu hơi nhiều. Bây giờ thì nhảy quá là cao rồi nha. Mỗi tội là không thấy bạn ai này. Ok. Còn lại bao nhiêu đây? Chỉ còn lại có 6 thằng nữa mà thôi mọi người ơi. Nhanh hạ nốt 6 thằng nữa kiếm lấy top 1 luôn nhá. Wow. Mình chưa thấy là có thêm một ai ở khu này cả cơ. À đây rồi. À đây rồi. Ủa ơi. Đây rồi các bạn ơi. Nào. Làm gì vậy? Đây à? Đây hả bạn ơi? Tưởng đâu cơ đây hả? Ok nhé này. Qua luôn. Bên đây có người các bạn ơi. Đang còn người nữa thì phải nha anh em ơi. Đang còn người nữa thì kẹo chạy qua luôn này. Đâu? Người đâu cả? Người đâu cả rồi này. Wow. Ok thằng này có mỗi túi máu này. Ủa sao vậy? Thôi xong, có một cái team mà các bạn ấy mãi ở trong. Các bạn ấy vừa hạ gục một thành viên của team mình rồi. Quay lại anh em ơi. Còn lại 4 thằng nữa như vậy. Đây sẽ là cuộc chiến 3v4 khả năng cao là vậy. Tôi nghĩ là cũng chỉ còn lại một team nữa mà thôi. Wow, để coi nào. Chán đời quá ta. Ui. Càng ngày thì số lượng mạng ở trong cái ván đấu này nó càng ít đi này. 7 trừ 3. À đâu. Nãy là còn 5, bây giờ mới còn 4 này. Ok ok, hai đứa trước mặt nhá. Hai đứa trước mặt này. Đậu xe này làm gì vậy? Nốc rồi nha bạn ơi. Nốc rồi nha bạn ơi. Làm gì căng? Làm gì mà căng hả? Lên mã điểm số rồi nha. Nào. Ui. Làm sao mấy ông này? Mấy ông này làm sao hả? Mấy ông này làm sao? Ok, gục rồi nhé. Ui, người đấy hả? Làm gì mà căng, từ từ nha. Mình sẽ cuốn cho full máu cái đã anh em ơi. Ok. Còn người phía trước hả? Nào để coi. Mắc cấp rồi nha em ơi. Mắc cấp rồi các bạn ơi. Ok, nó một này. Thằng cuối này. Thằng cuối này hạ luôn nha. Nào làm sao? Ui, nào làm sao hả bạn ơi? Nào. Nào làm sao? Ok, nhân giống. Có một giờ em mừng nào. Sời ơi, chế độ này quá là hay luôn nha anh em ơi. Ăn mừng anh em, vừa nhảy lên vừa ăn mừng luôn này. Ngon lại cái nào. Yes. Như vậy thì mình đã có được chính kill top 1 trong chế độ cuồng sát với team squad nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like.
và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.